Thưa quý vị, để thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương trong tỉnh triển khai xây dựng hỗ trợ nhiều mô hình liên kết và đã được các chủ thể tích cực tham gia, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Những ngày này, trên cánh đồng sản xuất rau màu xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, 80 hộ nông dân trồng cà chua tham gia chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đang tập trung chăm sóc thu hoạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Toàn bộ cà chua sau thu hoạch được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Nhân Huệ liên kết ký hợp đồng với doanh nghiệp và thương lái bao tiêu toàn bộ. Về tham gia mô hình thì Hợp tác xã đứng ra là đảm bảo chủ trì thế và phối hợp với công ty Hưng Việt để sản xuất cây giống thế và có bao tiêu sản phẩm cho bà con thì Hợp tác xã cũng đã ký kết hợp đồng với lại một số cái thương lái và một số nhà tiêu thụ. Thế trong quá trình tiêu thụ thì là đảm bảo cả cà loại lẫn cà không loại. Đấy. Thế thì nói chung là bà con thì bước đầu xây dựng mô hình thì là cũng thấy là nói chung bà con cũng phấn khởi. Thông qua chính sách hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, toàn tỉnh hiện có 33 kế hoạch liên kết lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trong đó có 13 kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được xây dựng mới từ năm 2023. Hiện các liên kết đã tạo ra những chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các kênh tiêu thụ, sản phẩm được tiêu thụ với giá ổn định. Không những thế, các hộ tham gia còn được nhà nước, doanh nghiệp đầu tư giống, vật tư nông nghiệp. Trên thực tế, việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần quan trọng phát triển nông nghiệp bền vững. Thông qua các cái kế hoạch liên kết mà chúng tôi đã đi kiểm tra thì thấy rằng là có cái sự vào cuộc rất là lớn từ chính quyền địa phương trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như là cái sự tham gia tích cực của bà con nông dân và các cái chủ trì liên kết. Do vậy cho nên là chúng tôi thấy là cái mô hình liên kết này thì hiệu quả rất là rõ rệt. Bên cạnh đó thì các cái kế hoạch liên kết thì các cái đơn vị chủ trì liên kết cũng đã phối hợp với các công ty cung ứng vật tư đưa các bộ kỹ thuật về hỗ trợ cho bà con nông dân. Thế cho nên là hiệu quả thì nâng lên rõ rệt và bà con thì cũng yên tâm sản xuất bởi vì là chúng ta sản xuất thì đã có cái kế hoạch thu mua đầu ra rồi là có cái kế hoạch về mặt quảng bá sản phẩm đối với các chủ trì liên kết cho nên hiệu quả rất là rõ rệt. Để liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp phát huy hiệu quả, các địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người dân doanh nghiệp về cơ chế chính sách hỗ trợ liên kết. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành các chính sách nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư liên kết sản xuất, làm tốt vai trò quản lý của nhà nước trong việc giám sát ký kết hợp đồng giữa bên sản xuất và bên tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo nguyên tắc các bên tham gia liên kết đều bình đẳng và cùng có lợi.